Nhắc đến giáo viên hot nhất mạng xã hội, chắc chắn nhiều người sẽ đồng loạt gọi tên cô giáo Minh Thu. Được biết nữ giáo viên đang sống tại thành phố Vinh, Nghệ An với công việc chính là dạy học livestream miễn phí qua Facebook và TikTok. Dù livestream giảng bài cho đối tượng học sinh là chủ yếu, song cũng có không ít người lớn vẫn vào coi cô giáo Minh Thu kể chuyện. Mới đây, một câu chuyện hài hước được dân mạng truyền tay nhau trong tiết học livestream của nữ giáo viên Cụ thể một dân mạng bình luận vui trong tiết học, cô ơi, em 47 tuổi này, em nộp hồ sơ học có được không cô? Sau đó một nick Facebook tự nhận là con gái của người cha kia đã lên tiếng hài hước, của bố, bố cũng đăng ký học nữa à? Câu chuyện phát hiện học cùng livestream của hai bố con này đã nhận về nhiều lượt bình luận cũng có thể đây chỉ là màn trò chuyện đùa vui thôi, nhưng cũng không thể phủ nhận sức hút của nữ giáo viên khi có rất nhiều người thuộc mọi lứa tuổi coi livestream mỗi đêm của cô giáo Minh Thu. Cô nàng từng phá kỷ lục là người có lượt xem một buổi học online cao nhất ở Việt Nam. Trung bình một tiết học của nữ giáo viên có khoảng 50.000 người theo dõi với hàng nghìn bình luận bên dưới. Cô giáo Minh Thu nhận được nhiều lượt yêu thích trên mạng xã hội. Theo doanh nghiệp và tiếp thị